gia tộc Ngô Đình Diệm phá chùa Nướng Sư, quả báo dòng họ lần lượt vong mạng khốn khó sau 1975. Quý vị thân mến, vụ đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 63 do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Ông Diệm và người em ruột Ngô Đình Nhu bị giết ngay sau đó một ngày, và mấy tháng sau thì người em trai của hai ông là Ngô Đình Cẩn bị đưa ra xử bắn ở pháp trường Chí Hòa. Như vậy, cùng với ông anh cả Ngô Đình Khôi bị xử bắn năm 1945, thì gia đình ông Diệm có đến 4 người anh em trai đã vong mạng bằng súng đạn. Tiếp theo đó, trong 6 người cháu họ Ngô thì có Ngô Đình Huân, con của Khôi, bị bắn chết, và Lệ Thủy, con của Nhu, bị chết vì tai nạn xe hơi. Còn một người thì bị chết vì khủng hoảng tinh thần là Ngô Đình Thục, rồi tới bố mẹ ruột của Trần Lệ Xuân là Trần Văn Trương cũng bị bắn chết vì đứa em trai ruột của Lệ Xuân. Xem như vậy là gia đình nhà họ Ngô và họ Trần tuy có lên đến tột đỉnh danh vọng nhưng lại kết thúc bằng những cái chết thảm khốc. Âu cũng là ân oán phải trả vì chính mấy người bị giết chết như Diệm, Nhu, Cẩn, Huân khi còn quyền hành trong tay đã tàn sát nhiều người vô tội, oán thù chồng chất. Đặc biệt là sự kiện đàn áp Phật giáo vô cùng tàn bạo. Phải chăng đây chính là những quả báo mà gia tộc họ Ngô phải gánh chịu? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video sau đây. Sau Thế chiến thứ hai, hàng hóa và vũ khí của Mỹ để cung ứng cho chiến tranh bị tồn đọng rất nhiều. Mỹ đã thay chân Pháp ở Đông Dương để biến miền Nam Việt Nam thành tiền đồn chống cộng với khẩu hiệu để chặn đứng sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tại vùng Đông Nam Á. Nhưng thực tế cũng còn để tiêu thụ hết số hàng hóa và khí giới thặng dư. Để thi hành hai mục tiêu then chốt của một lúc tại Việt Nam, chính phủ Mỹ sẽ chỉ chấp nhận một chính quyền bù nhìn, dễ sai và phục tùng Mỹ, nghĩa là một chính quyền công giáo, vì Tin Lành còn yếu vào thời điểm đó, trong một quốc gia mà tín đồ của họ chỉ có 5% dân số. Tội ác của gia đình Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm thủ tướng rồi trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sau khi phế truất Bảo Đại. Trong suốt thời gian tại vị, ông đã phạm tội ác chống lại Tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam bằng những hành động cõng rắn cắn gà nhà và bạo ngược đối với nhân dân khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp Vatican trong những năm 1922-1933 và khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm giữ các chức vụ thủ tướng rồi tổng thống ở miền Nam trong thời gian 1954-1963. Hình ảnh của Ngô Đình Diệm gắn liền với cái máy chém lê đi khắp miền Nam và câu nói nổi tiếng của Diệm hẳn ai cũng thuộc năm lòng thời đó, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chính câu nói này đã lột tả đến tận cùng sự tàn bạo hung ác tới mức không có tính người của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm đã cho thi hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực khiến cho hơn 300.000 người bị sát hại cùng với hơn nửa triệu người bị bắt giam và tra tấn một cách hết sức dã man. Và ngày 30 tháng 11 năm 61, Diệm đã hí hửng và hô hởi đồng lõa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc màu da cam rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Việc làm dã man này đã không biết sát hại bao nhiêu trăm ngàn hay hàng triệu nạn nhân và hậu quả của việc làm này cho đến tận ngày nay vẫn còn gây hại cho đất đai, cây cối, mùa màng, sinh vật và nhân dân ta trong vùng bị ảnh hưởng. Đàn áp Phật giáo. Trở lại lịch sử, khi mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn cuối, việc thất bại của thực dân Pháp chỉ còn tính theo thời gian, Mỹ đã toan tính cơ hội chiếm đóng lâu dài Việt Nam. Một mặt, Mỹ chuẩn bị cho con bài chính trị mà người đứng đầu là Ngô Đình Diệm, một tu sĩ của đạo công giáo. Mặt khác, Mỹ đã gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, trong đó đáng kể là cuộc di cư, đưa người dân là tín đồ công giáo miền Bắc vào miền Nam làm hậu thuẫn cho Mỹ Diệm. Bởi Mỹ nhận ra, chính sách lợi dụng tôn giáo mà chủ yếu là công giáo mà thực dân Pháp lợi dụng vào xâm lược và nô dịch nhân dân Việt Nam là chính sách thâm độc và có hiệu quả. Trong khi đó, công giáo ở miền Nam trước cuộc di cư số lượng tín đồ và lực lượng chống cộng là nhỏ bé so với công giáo miền Bắc. Vì vậy, Mỹ Diệm đã thực hiện ý đồ lôi kéo giáo dân, đặc biệt là tầng lớp giáo sĩ phản động chống cộng từ miền Bắc di cư vào Nam càng nhiều càng tốt. Cuối tháng 6 năm 1954, trong khi hội nghị Geneva đang tiến hành, thì ngày 30 tháng 6, đài phát thanh AFP của Pháp loan tin. Trong cuộc họp báo chí, Tổng thống Mỹ Eisenhower có ý định tổ chức một cuộc di cư có kế hoạch dân chúng Việt Nam từ Bắc vào Nam nếu hiệp định đình chiến được ký kết. Kể từ đó, đế quốc Mỹ rất giáo diết thực hiện ý đồ của họ. Trong vòng tháng 7 năm 54, Mỹ đã bỏ ra 45 triệu tiền đồng Đông Dương cho bọn tay sai chi tiêu về việc di cư.
Trong việc làm này, Mỹ đặc biệt dựa vào Ngô Đình Diệm và bọn giáo sĩ phản động tập hợp quanh ông Diệm lúc bấy giờ. Trong hội nghị Liên minh chống cộng châu Á họp tại Sài Gòn vào tháng 3 năm 57, Ngô Đình Diệm đã lớn tiếng hô hào: "Chúng ta đừng quên vũ khí chân lý sẵn có trong kho tàng tôn giáo, sử dụng vũ khí đó là mục tiêu của Liên minh chống cộng châu Á." Trong năm 1960, khi sang thăm Đài Loan, Ngô Đình Diệm đã tâm sự với Tưởng Giới Thạch rằng tôn giáo là một vũ khí hiệu nghiệm. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1956, có khoảng 800.000 người Công giáo, tức là khoảng 2/3 dân số người Công giáo miền Bắc lúc bấy giờ, di cư vào Nam. Số linh mục, giám mục di cư là 809 người. Chính quyền Ngô Đình Diệm tuy không tuyên bố lấy Công giáo làm quốc đạo, nhưng những gì diễn ra cho thấy đó là một chính quyền căn bản dựa trên Công giáo, cả về hệ tư tưởng lẫn lực lượng vật chất. Trong khi đề cao Công giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm lại kỳ thị các tôn giáo khác, chủ yếu là Phật giáo. Ở thời kỳ đầu, chính quyền họ Ngô còn có sự giao hảo với Phật giáo, nhưng từ đầu tháng 5 năm 63, Tổng thống Diệm đã đánh một công điện ra Huế, đề nghị cấm treo cờ tôn giáo ở ngoài khuôn viên chùa và nhà thờ. Công an, cảnh sát đi đến từng nhà, ra lệnh phải cất cờ Phật giáo đi, nếu ai không tuân lệnh, họ giật cờ xuống. Trong khi ngày Phật đản đang đến gần, điều đó khiến Phật tử ở Huế vô cùng phẫn nộ. Tối ngày 8 tháng 5, hàng ngàn Phật tử đã kéo tới Đài Phát thanh Huế, yêu cầu để Thượng tọa Thích Chí Quang lên sóng phát biểu về lễ Phật đản, lên tiếng phản đối chính phủ đã kỳ thị tôn giáo và đòi phải được bình đẳng tôn giáo. Ngô Đình Diệm, dưới sự tác động của Trần Lệ Xuân, lập tức hạ lệnh đưa xe tăng, cảnh sát đến nổ súng, ném lựu đạn, giết hại Phật tử. Biến cố bi thảm của đêm Phật đản đẫm máu trên đã được bác sĩ Ulrich Wurz, người Đức, dạy học tại Trường Đại học Y khoa Huế, tình cờ tận mắt chứng kiến và ghi lại trong cuốn hồi ký của mình như sau. Lúc 9 giờ tối, số người lên đến khoảng 6.000 để chờ nghe buổi phát thanh đặc biệt hàng năm nhân ngày Phật đản, nhưng nay đã bị cấm vào giờ phút chót. Bỗng chúng tôi nghe có tiếng ầm ầm của một đoàn xe thiết giáp, một chiếc tìm cách đi thẳng vào khuôn viên của đài phát thanh. Trên xe có kẻ dòng chữ trắng mang tên Ngô Đình Khôi. Những phát đạn đầu tiên được bắn ra từ nòng súng của xe thiết giáp. Tiếp đó, một loạt súng trường bắt đầu nhả đạn. Khi ông được phép vào bệnh viện, ông lạnh sống lưng trước cảnh thương tâm bày ra trước mắt. Nhà xác nằm bên cạnh nhà thương. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn bạch lạp, chúng tôi thấy có 7 người đầy máu me được đặt trên 3 bàn khám nghiệm bằng đá. Từ chân đến ngực, cơ thể họ còn nguyên vẹn, nhưng 5 cái xác trẻ em thì không còn đâu. Có xe thiết giáp đã bắn nát đầu các em. Cha mẹ của những người tử nạn đang thút thít khóc. Một người đã yêu cầu chúng tôi chụp hình những xác chết, nhưng chúng tôi không mang theo máy hình. Khi tôi định quay đi, không muốn nhìn cảnh thê thảm này nữa, thì chợt thấy bên cạnh cánh tay của một xác trẻ em không đầu có một con mắt dính vào với một ít da đầu, một mảnh xương trán. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, đúng 10 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu trong tư thế kiết già trước sự chứng kiến của hàng trăm quần chúng và Phật tử để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính phủ họ Ngô. Ngay ngày hôm sau, đồng loạt các báo lớn trên thế giới đều đưa tin, trong đó có in bức ảnh nổi tiếng của Brown về phút giây Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Pháp thiêu thân. Bức ảnh lịch sử đó đã được báo chí cả nước trên thế giới in ra, phổ biến hàng triệu tấm, khiến Trần Lệ Xuân tức run người. Trong khi cả thế giới bàng hoàng, biết thêm trái tim Thích Quảng Đức vẫn không bị thiêu cháy, trở thành xá lợi vĩnh viễn, được Phật tử tôn thờ. Hình ảnh một hòa thượng trong ngọn lửa bốc cao, vẫn ngồi kiết già im lặng, tay chắp trước ngực, đã tạo ấn tượng mạnh, gây xúc động lớn trong và ngoài nước. Về sự tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, bà Xuân đã nhiều lần công khai phát biểu: "Tôi chống đối các vụ tự thiêu. Nếu ai có thiếu xăng dầu thì Cộng sản nằm vùng sẽ cho, chứ tôi không bao giờ. Và gọi vụ tự thiêu là phản bội Phật tính." Bà Xuân còn châm dầu vào lửa khi phát biểu của bà về việc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức: "Để cho họ cháy và chúng tôi sẽ vỗ tay." Những lãnh đạo Phật giáo đã hành động như thế nào? Thứ duy nhất họ làm, họ đã nướng một trong những vị sư của họ, người mà họ đã gây mê, người họ đã lạm dụng niềm tin. Và ngay cả việc nướng người đó đã được thực hiện không phải một cách tự túc vì họ dùng xăng ngoại nhập. Lệ Xuân còn phát biểu: "Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một buổi trình diễn thịt nướng nhà sư khác. Và nếu ai thiếu xăng dầu, tôi sẽ cho." Trả lời phỏng vấn của ký giả tờ New York Times, Trần Lệ Xuân đã nói:
tôi còn thách mấy ông sư tự thiêu thêm 10 lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt lờ, không cần biết tới. Những phát biểu thiếu cân nhắc và quá khích của bà như rót thêm dầu vào tình hình căng thẳng lúc đó. Khi phong trào đấu tranh của Phật giáo bùng phát dữ dội vào năm 63, bà Nhu đã có chuyến công du các trường đại học Mỹ để bảo vệ chế độ Sài Gòn. Chuyến công du đã trở thành một trò hề. Các sinh viên Mỹ giận dữ với sự đàn áp ngày càng gia tăng tại Sài Gòn đã tặng cho bà Trần Lệ Xuân trứng gà và những lời lăng mạ. Trong khi ngủ tại Los Angeles vào ngày 2 tháng 11 năm 63, bà Nhu được thông báo về cuộc đảo chính tại Sài Gòn. Chồng và anh chồng Ngô Đình Diệm đã bị bắn chết trong một chiếc xe bọc thép. Các con của bà Nhu được phép rời Sài Gòn và gặp bà tại Paris, nơi bà bắt đầu cuộc sống lưu vong. Cần biết rằng, gia đình họ Ngô có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời, trong khi Trần Lệ Xuân lại xuất thân trong một gia đình Phật tử danh giá. Khi kết hôn với Ngô Đình Nhu là em trai của Tổng thống Ngô Đình Diệm, bà đã cải sang đạo Công giáo. Việc nhập đạo Thiên Chúa đối với Lệ Xuân chẳng khó khăn gì, vì từ nhỏ bà đã học ở trường dòng. Vì thế, từ trong sâu thẳm, Lệ Xuân đã coi thường Phật giáo và không tin vào luật nhân quả. Vào năm 1963, sau khi người chồng là Ngô Đình Nhu cùng anh chồng bị sát hại, khi được hỏi có muốn xin tị nạn tại Mỹ hay không, bà Trần Lệ Xuân đã trả lời: "Tôi không thể cư ngụ tại một đất nước mà chính phủ họ đã đâm sau lưng tôi. Tôi tin rằng mọi quỷ sứ ở địa ngục đều chống lại chúng tôi." Câu nói đó hóa ra đã trở thành một lời nguyền cho những tai ương xảy ra với gia đình bà Lệ Xuân đến tận ngày hôm nay. Cuộc sống lưu vong là một giai đoạn đầy cay đắng với bà Trần Lệ Xuân. Ban đầu bà kiếm được một số tiền bằng cách thu phí cho mỗi cuộc phỏng vấn và chụp ảnh trước khi rút vào cuộc sống ẩn dật. Người con gái đầu là Ngô Đình Lệ Thủy đã qua đời vào năm 67 trong một tai nạn xe hơi. Vào năm 1986, cha mẹ bà được phát hiện bị bóc cổ đến chết tại ngôi nhà ở Washington. Người em trai Trần Văn Khiêm bị truy tố tội giết cha mẹ với động cơ tranh chấp quyền thừa kế theo nhà chức trách. Trần Văn Khiêm được phát hiện bị tâm thần, khẳng định trước tòa án rằng những kẻ theo chủ nghĩa Do Thái phục quốc đã giết cha mẹ ông ta, theo New York Times. Chưa một lần trở về Việt Nam kể từ năm 1963, bà Trần Lệ Xuân đã qua đời trong lặng lẽ vào năm 2011 ở tuổi 87 tại một bệnh viện ở Rome. Thế nhưng, lời nguyền bất đắc kỳ tử vẫn chưa buông tha gia đình người phụ nữ vang bóng một thời này. Vào năm 2012, người con gái út của bà là Ngô Đình Lệ Quyên đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông bi thảm tại Rome. Có thể nhìn lại quá trình ngồi ghế tổng thống ngắn ngủi trước khi bị ám sát trong cuộc đảo chính định mệnh năm 63 của Ngô Đình Diệm đã trải qua những mốc đáng nhớ như sau. Ngày 11 tháng 11 năm 60, Sài Gòn xảy ra đảo chính, Diệm Nhu may mắn thoát nạn. Sau vụ đảo chính hụt này, Ngô Đình Diệm càng rốt ráo thực hiện những chính sách độc tài, mạnh tay hơn với những thành phần đối lập, kiểm soát sự trung thành của quân đội. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc điều khiển máy bay oanh tạc Dinh Độc Lập. Vụ oanh tạc này đã khiến một nữ hầu cận của bà Trần Lệ Xuân thiệt mạng, bà Xuân bị thương nhẹ, còn anh em Diệm vẫn an toàn. Vài tháng sau, Phủ Tổng thống phát đi công văn của Ngô Đình Diệm yêu cầu các nơi phải yểm trợ trong việc xây dựng lại Dinh Độc Lập. Ngày 5 tháng 7 năm 1963, 19 quân nhân trong vụ đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 60 ra Tòa án Quân sự Đặc biệt Sài Gòn. Ngày 8 tháng 7 năm 63, cũng Tòa án Quân sự này tiếp tục xét xử thêm 35 đảng viên trong các đoàn thể, tôn giáo đã ủng hộ cuộc đảo chính đó. Sau mỗi lần bị đảo chính chống đối, Ngô Đình Diệm lại càng thẳng tay đàn áp phe đối lập lẫn bất kỳ ai có ý định phản kháng ông ta. Người Mỹ đã hoàn toàn bất lực trước các quyết sách của Ngô Đình Diệm. Đại sứ Mỹ đương nhiệm thời điểm đó ở miền Nam đã ngửa mặt than rằng cần phải có người thay thế ông Diệm trong tương lai gần.